kính chào các bác. Hôm nay em sẽ test cho các bác con đẩy VOID CHN xe 1400 nhá, 700W một kênh. Maximum là 700W một kênh. Đấy. Thì em sẽ test nhạc này các bác nghe nhá. Volume đang để là có 20% này. Đây bây giờ các bạn từng kênh một không, các bác lại bảo ông Văn đọc ông nồng nhạc vào là chết dở. 50% nhá. Từng với một nhá. Ok, test thì cũng thế thôi, test thì cũng nhanh thế thôi, chứ nếu mà ví dụ các bác mà chốt đơn là sẽ test kỹ hơn rất nhiều đúng không ạ? Đây, máy này tổng cộng là 24 số công suất nhá. Đấy, và hiệu suất làm việc trên máy này thì nó vào khoảng tầm 12 sò. Nó vào tầm 5 năm gần 60W trên một sò. Đấy, máy miếc đây. Giờ nó bắt đầu nó có hiện tượng gì đây? Hơi hơi ấm thôi. Bởi vì sao? Con này là có 700W ra một vế nhá, hai vế là 1400 đúng không ạ? Và một cái loa bát này công suất nếu mà mặc định nhà máy APEC là 1800W nó khói. Nhưng mà bây giờ dùng lâu năm rồi nó xuống khoảng tầm 1400W. Đấy là khói. Như vậy là nếu mà dồn hai kênh này là một và đánh cái loa này hết cỡ trong vòng 10 phút là con này có khi là lúc sau là cứ thấy khói ở cái loa bát nó từ từ nó chui ra. Đúng không ạ? Đấy, ví dụ thế. Thì thực tế là nó là vậy. Bởi loa bát dùng lâu rồi thì công suất sẽ xuống dần thôi, chứ nó không được bền như ngày xưa. Đấy. Thì các bác nào quan tâm đến sản phẩm cục đẩy công suất này thì hệ trực tiếp nhá. Thì cũng nói luôn là những cái máy này xịn, thứ nhất là kiện xịn, nghe tiếng nó hay. Thứ hai là độ bền của nó cũng lâu dài. Chào quý khán giả. Mời các sếp xem. À có con trầm xịn đó chú ạ. Tí mai lúc nào mà chú thích hát này bắt đầu chọn nên mời chú hát thử. Đây nhá. Các bác nhá, các bác nào quan tâm đến con này thì giá thông báo luôn thì các bác là 3.3 triệu, bao ship mọi miền Tổ quốc, tặng theo giấy giáp phụ kiện đi theo đầy đủ và bảo hành cho các bác là 6 tháng. À, dùng nếu mà trong vòng 6 tháng mà lỗi là các bác gửi về bên em bảo hành, còn nếu mà các bác dùng đến tháng thứ 7 mà lỗi thì các bác mang đi sửa nhá. Cái đó em không biết. Ok không ạ? Đấy, ok. Xuất xứ xuất thân cao cấp nha, VOID cái thương hiệu rất nổi tiếng, nhưng cái này là thương hiệu VOID này là thương hiệu bản quyền, còn nếu mà xét nào kia chắc là nó phát triển riêng cho hãng đó. Đấy, ví dụ thế. Ok, xin kính chào các bác, hẹn gặp các bác trong clip lần sau. Test hôm nay là có nhiều khách rồi không dám test nữa. Hôm nào mà ít khách là sẽ tiếp tục test. Xin kính chào các bác nha.